Gì vậy Hà ơi? Trời ơi, đang rửa chén mà cũng không yên với Hà nữa. Sao vậy Hà? Em hỏi cái nè. Hả? Nửa mặt căng nữa, vụ gì nữa? Tại sao tôi kiểm tra sổ sách thì bây giờ tôi mất tiền? Mất tiền hả? Thật sự là chuyện là như vậy. Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cày cắn tôi, cho nho 11, chiều nay nó sẽ ra. Bạn ơi hãy bao lô 11 đi. Cái gì bây giờ mình còn chơi đề luôn hả mình? Không, cái đó là bài hát thôi, tôi đánh vé số. Vé số? Tôi bao 11. Cái gì? Mua vé số 100 ngàn hết rồi. Tôi định mua nhà lầu, mua xe hơi cho bà mà cuối cùng bị trật rồi. Không có tiền thì cũng đưa vé số ra đây. Nè, mình nói thiệt với tôi đi, có chắc là mình lấy 100 ngàn không? Tôi chỉ lấy 100 ngàn thôi. Nếu như mà tôi lấy hơn tôi sẽ sủa gâu gâu gâu. Vậy mình sủa là được rồi đó. Bởi vì tôi mất tới mấy triệu lận. Cái gì? Phải không? Ở đâu mất mấy triệu bà? Ở nhà này có tôi, rồi dư con bé em tôi. Em không có lấy tiền của anh chị nha. Chứ bây giờ cho tôi hỏi, trong căn nhà này chỉ có tôi, ông và con Đạo. Tôi không lấy, ông không lấy thì ai vô đây lấy nữa? Hai anh em ông trả lời đi. Chị theo em phân tích á, với em nhìn vô trong cái sổ của chị á, thì hình như là từ lúc em tới đây nè, em ở đây, em ăn ở đây, em ngủ ở đây, cái gì cũng lấy xài tiền của anh chị hết. Trung bình một ngày một đứa như em xài chừng 100 ngàn, mà 30 ngày một tháng là hết 3 triệu, cộng thêm 100 ngàn anh bá lụm của chị nữa thì tháng này ba triệu mốt đúng không chị? Khoảng 3 triệu mốt đúng không? Vậy là một tháng tôi thất thoát với mình tới 3 triệu mốt hả mình? Không 3 triệu mốt, nhưng mà nuôi nó thì nó sẽ phụ mình, đúng không? Chứ nhiều khi bà mướn nhân viên cũng 5 triệu rồi đó, mà mướn nó cho 3 triệu thôi, nó đâu có thất thoát gì đâu mình ơi. Anh em các ông hả, thấy lù lù mà toàn dắt cái lù mà chạy. Ăn đi con. Trời ơi, cái gì vậy Đạo? Sao em vô đây được? Anh hỏi tôi làm sao vô đây được hả? Anh à, tôi với anh bá tuy hai mà một, tuy một mà hai. Anh đưa cho anh bá một cái chìa khóa sơ cua đúng không? Anh bá có nghĩa là tôi cũng có. Trời ơi, ba ơi là ba. Rồi em qua đây làm gì? Em làm gì chim anh vậy? Cho nó ăn. Ăn gì? Cóc. Trời ơi, em có bao giờ thấy con chim ăn cóc chưa Đạo? Con chim của anh sao mà ăn cóc được? Trời ơi, con ơi con. Con bị chua lắm không con? Con dừng số bao tử nha con. Con ơi, cuộc sống này thiệt là đau khổ. Ai lại nỡ giam cầm con trong cảnh tù đầy như vậy? Chị Đạo, em không hiểu sao chị có thể nói là bị giam cầm tù đầy luôn á. Em mua cho nó nguyên một gốc cây bự chà bá luôn. Em thấy có cái song sắt nào không? Đạo à, không mấy em có thể... Khỏi mời, khỏi đuổi, tự về. Không, trời đất ơi, Quỳnh ơi, giúp đầu quá con. Cái đồ đạc gì, cái quăng dưới đây vậy? Không có dọn dẹp gì giùm Hà trơn trọi á. Bộ cái nhà này có mình Hà hay sao? Gì kỳ vậy Hà? Tự nhiên sáng sớm Hà quạo vụ gì, cái Hà sẵn sẵn Hà chửi con đáng nhách rồi. Đáng nhách cái gì? Sao con không biết thương Hà hả Quỳnh? Con không biết là Hà khổ cứ nào hả Quỳnh? Cái nhà này nè, một mình Hà lo. Mà lo gì? Đó tiền điện, tiền nước, rồi đó tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền hàng, tiền họ nữa. Mà vậy đó, biết rồi đó. Quán đó, đó, thấy đông chưa? Mà bây giờ còn thêm con Đạo về đây nữa. Lo tụi nó mà bệnh luôn vậy đó. Không ai hiểu tôi hết trơn. Chi phí đội lên, biết bao nhiêu là tiền. Mà bây giờ đó, giờ nói sao? Giờ nói sao ông bán thôi. Hình như sự có mặt của em ở đây hơi dư thừa hả? Thank you.
ông bá đâu. Gì vậy? Sao anh nhìn căng thẳng vậy anh Phong? Hả? Ông bá ông dám đưa chìa khóa nhà anh vô đạo. Trời ơi. Nó qua nhà anh một cách lặng lẽ âm thầm như một bóng ma. Chưa hết đâu, nó còn cho con vẹt của anh ăn cóc. Trời ơi. Tôi còn đòi thả con rồng Nam Mỹ của anh nữa. Trời ơi trời. Con này nó có vấn đề rồi. Anh sợ nó quá, không dám ngủ luôn, ám ảnh cả đêm qua. Khoan khoan khoan, chú Phong. Chú Phong nói là ăn cóc hả? Ừ. Mắt ơi. Con Phong. Trời ơi trời. Bây giờ nó không có bầu ở đây thì sao chứ? Ông bá. Ông bá đâu? Cái gì Quỳnh? Ông bá giờ ông cũng ói luôn. Trời đất ơi. Ông bá ơi, ra đây. Nghe nè, cái gì mà ông cũng ói luôn vậy? Cái gì vậy? Ông đừng nói tôi ông cũng có bầu nha. Bầu gì? Trời ơi, ói xanh mặt từ sáng tới giờ nè. Lớn chuyện rồi kìa. Chuyện gì? Con Đạo nó có bầu. Làm gì nó có bầu? Trời ơi, chứ nó ói kìa. Nó ăn cóc ăn chua kìa. Ói là có bầu hả? Tôi ói xanh mặt từ sáng tới giờ nha. Cái nồi canh chua thần kỳ của bà nấu nồi canh chua vừa nấu xong vừa hâm, bà bỏ tủ lạnh. Cái tủ lạnh cái bà đem ra bà hâm tới hâm lui, hâm tới hâm lui. Ăn bây giờ đau bụng ói sáng giờ nè. Tiết kiệm với tiết kiệm vừa vừa thôi. Ông bá. Ông bá. Tôi không có đi câu cá với ông đâu. Có ai rủ đi câu cá? Ê nhưng mà nói nghe nè, anh Phong anh thấy không, anh hiểu cho hoàn cảnh của em không? Một mình em lo toàn tất cả đủ thứ đó bây giờ. Rồi bây giờ tiền tùm lum tiền, tiền mỗi tháng trả cho anh nữa. Thì cũng mệt mỏi quá đi mà trời ơi. Con nghĩ vậy nè Hà. Nếu mà Hà lo chuyện tiền nong vậy á, vậy thôi mình kiếm việc cho chị Đạo đi. Ừ. Kiếm việc là kiếm việc sao? Hả à, bây giờ biết kiếm việc. À anh Phong, anh có việc gì không? Có gì thì gì vậy? Ông ấy, ông ấy anh đi trước nha. Lại chơi chứ không? Ôi, khùng quá. Anh đi. Thôi anh đi trước đây. Hai người đừng lo cho em. Em lo được. Làm gì vậy chú Ba? Trời ơi, chú Ba đang hà hơi và lơ những cái ly đó con à. Trời ơi. Thấy bóng loáng không? Bóng loáng mà dơ quá. Dơ gì? Ở đây là cái ly chân đâu có ai uống đâu mà dơ. Sao con này có khi nào mà mày leo đây mày dọn không? Không bao giờ, chỉ một mình tao làm thôi. Mà mở miệng tao làm là có ý kiến ý cò, quá mệt mỏi. Cô Trường nha. À chị Đạo về. Ủa Đạo? Ờ Đạo. Về vậy hả Đạo? Đạo mệt không? Dạ đâu có gì đâu mà mệt. Thường kìa. Kiếm được việc đâu? Kiếm được việc rồi. Kiếm được rồi hả? Quá trời việc luôn, bao la việc luôn bây giờ. Em chỉ cần chọn thôi mà em phân vân quá trời, không biết chọn nào á. Hay quá, cái con nhỏ như thần đồng Tây Nguyên hay sao quá ta. Trời ơi, anh ở đây bao nhiêu năm mà xin việc, ta nói một việc tìm không ra. Là tuổi trẻ tài cao thiệt luôn á. Nó mới vô đây mà nó kiếm quá trời việc luôn. Trời, trong khi đó tôi ở đây bao nhiêu năm kiếm việc kiếm không ra. Ta ở nhà ăn bám vợ cũng chết luôn. Chú Ba nói câu đó nghe dễ tự hào á. Nè, tự tao là hả, tao ở đây tao là người đàn ông, tao thương vợ tao. Vợ tao cực khổ, tao muốn ở đây là tao phụ vợ tao. Khi nào mà quán xá mà nó vững chắc rồi thì chú Bá sẽ tung cánh ra bầu trời. Và chú Bá sẽ tự làm công việc của chú Bá. Ủa, nhưng mà em làm được nghề gì? Người ta cho em làm nghề gì? Kể anh nghe coi. Nhiều lắm, em kể nha. Có một chỗ là cho em làm về vận chuyển. Trời ơi. Một chỗ là dịch vụ. Trời ơi. Làm xây dựng. Trời ơi. Chỗ là làm về thực phẩm. Trời ơi. Ê, kể anh nghe coi. Nãy giờ nói nhiều quá không có nhớ gì hết. Từng cái nè. Dạ. Cái đầu tiên mà xây dựng, anh biết làm gì không? Ôi, xây dựng luôn. Làm gì nè? Em trộn hổ. Cái gì? Rồi tiếp theo. Ê, thực phẩm á là em lấy cơm heo á. Cái gì? Vậy còn dịch vụ là em bưng hủ tiếu. Trời ơi, em mới là em mà. Bá, nhà tôi lao rồi, ông khỏi cần lao nữa không bá? Tôi nhức đầu quá đi. Bây giờ tôi không biết làm sao để giải quyết chuyện này nữa nè. À, ông nín nha, im ngay nha, nha. Tôi mới là người mệt nè. Sao nè, mệt? Mệt chuyện hai anh em nhà ông. Làm gì mệt? Thôi đi. Tôi mới khổ nè. Ông khổ gì? Gì? Con cái á, thì bỏ nhà đi. Còn con Quỳnh á, bây giờ nó ở nhà tôi á, riết hồ như nhà nó vậy đó. Đến nỗi nó làm tôi liệu luôn. Bước về nhà mở cửa thấy nó á,
Tôi giật mình để chạy ra ngoài tưởng nhà nó không à. Rồi đi ra đường xong mới sực nhớ lại, ủa nhà mình mà. Chứ hồi tôi điên cái đầu rồi nè hai ông ơi. Ông điên còn đỡ, tôi sợ có ngày tôi chết đứng luôn nè. Đó, à, Đạo nó lâu lâu vô đây như hồn ma bóng quế vậy đó. Ôi mệt quá mấy ông ơi, bây giờ nhiệm vụ mấy ông là giải quyết cho tôi, mấy ông đừng có nói tới nói lui nữa. Bây giờ kinh tế gia đình tôi đang cạn kiệt rồi, bây giờ mấy ông có việc gì làm ông giúp con Đạo đi mấy ông ơi, tôi lại mấy ông luôn, thật sự giúp đỡ con Đạo đi mấy ông. Tôi thì làm về âm nhạc, Đạo biết âm nhạc không? Không. Không. Còn chuyện nhà, nhà tôi có ông Quỳnh, nó qua nó dọn sạch bách rồi. Ủa sao cái gì cũng không được cái vậy? Ông Phong, còn mình ông đó, ông giúp giùm tôi nha ông Phong. Bây giờ tôi làm việc thiết kế trên máy tính không à. Rồi bây giờ làm sao? Giờ còn dọn dẹp á. Thôi đi, không dám đưa nó dọn dẹp đâu. Có ngày nó dắt hai con bé nhà tôi bỏ trốn thì lúc đó mệt hơn á. Trời ơi, không lẽ bây giờ tới đường cùng rồi sao? Đạo ơi là Đạo, anh bó tay rồi em ơi. Ây. Chú Bá làm gì vậy? Ngửi khăn thúi cho nó tỉnh con ơi. Bớt rầu đi trời. Mệt quá, tao rầu quá mày ơi. Thôi mà có gì đâu, chị Đạo chị cũng lớn rồi mà. Ngày xưa chú Bá với con Đạo hai anh em thấy thương lắm. Hai anh em mà chú quê bị khổ cực á. Mà bao nhiêu gan trái, bao nhiêu khó khăn cực khổ được mình con Đạo nó gánh gác hết. Bởi vì chú Bá thương Đạo lắm nè. Trời ơi. Và thời gian thấm thoát thôi đưa. Cái năm đó chú Bá lớn con. Dạ. Chứ chú Bá năm đó khoảng 18 tuổi. Dạ. Chú quyết định đi học đại học. À. Đó là năm đó là thi. Ừ. Thi đợt 1 thiếu 2 điểm. Ừ. Buồn quá buồn con. Cái năm thứ 2 ôn thi mà quyết định là thiết là giỏi để mà thi để gỡ gạt lại. Năm thứ 2 thi thiếu 4 điểm. Ừ. Rồi năm thứ 3 dục quá con. Trời đất, con ngày nào cũng học tới 12 giờ đêm. Từ 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm, 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm, đúng 1 tháng trời đi thi. Thiếu 8 điểm. Đó, rồi nhất quá tam, lần thứ 4 đậu. Hay vậy, lần thứ 4 có học gì không chú Ba? Không hề học luôn. Trời ơi. Rồi tập ghê không mày? Mà năm đó là cái con Đạo nó cũng học chung chú Ba luôn. Hai đứa là vô năm nhất. Rồi cái đang học mà bị hiếu tiền, bị hụt hai đứa mà học đại học luôn, cha mẹ đâu có nuôi nổi đâu. Đúng rồi. Rồi cái con Đạo nó mới gác ước mơ của mình qua một bên. Cái nó quyết định nó nghỉ học. Nó đi làm nhân viên phục vụ để nó lấy cái số tiền đó mà nuôi chú Ba ăn học con. Trời ơi, bây giờ con mới thấy chú Bá ăn bám từ hồi xưa cho tới bây giờ luôn á chú Bá. Mày đứng đi mẹ ơi, mày nghe được không? Mày nghe được không? Rồi khổ lắm con ơi, mà trớ trêu vẫn ập xuống đầu nó. Nó đẹp đúng không con? Dạ. Nó dễ thương đúng không con? Cũng chút chút. Nó cũng bình thường như bao người con gái khác đúng không con? Đúng rồi. Rồi nó có một cái tình yêu thật là đẹp, đó là mối tình đầu của nó luôn. Vậy mà đỡ lòng nào thằng đó lừa gạt nó con. Tiền nhỏ mà làm cực khổ bỏ vô heo, xong rồi đập heo ra nó lừa gạt hết trơn luôn. Ngay cái xe Quỳnh, xe Charlie thôi à, mà nó cũng gạt con nhỏ luôn. Nó lấy đi mất tiêu luôn. Rồi con nhỏ nó buồn quá, nó lên buôn làng, nó sống mình ở trển. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình luôn. Thấy thương không? Trời ơi, nhà đi tìm nó quá trời, mà cuối cùng lên trển ở. Nhiều khi chú Bá buồn quá con ơi. Bởi vì Hà mới thông cảm cho chị Đạo, cho chị Đạo ở lại đây rồi kiếm chồng cho chị Đạo đó. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Thì con nói dì Hà đi đăng tin tuyển chồng cho chị Đạo rồi. Thiệt hả? Thiệt không? Thiệt. Tèn. Đâu ra coi nè. Trời ơi. Trời ơi. Như xoay một vòng, xoay một vòng, xoay. Chúng mà xoay nè. Công chúa à mình. Ngồi thôi, ngồi đây. Đẹp ngồi. Quá, dễ thương quá, trời quá đất. Mình gác cái chân lên, con gái con nước ngồi. Đó, chị ngồi đây nha, ngồi thẳng đây nha. Thẳng cái lưng lên, thẳng cái lưng lên cưng. Đúng rồi. Ngồi mới đẹp đẽ, chị ngồi thẳng cái lưng. Ngồi. Ngồi giống Nobita quá à. Thư sinh á, đụng đầu, ấy anh đụng đầu. Tạo dáng đồ. Trời ơi, trời vô cái thố hàng con gái mình liền. Mà mặt ánh mặt cỡ, mặt ánh hiền hiền cái thương thôi. Sái cao quá ha. Tôi đến đây mục đích là để cưới vợ. Dạ. Hãy mang cho tôi một ly nước. Trời, hãy mang cho tôi một ly nước. Loại đặc biệt nhất ra đây. Trời, cái giọng như vua chúa vậy đó. Đúng rồi, nói chuyện lúc nho nhã, thư sinh. Ở đây sao mà nóng quá vậy? Anh có thể hạ nhiệt độ mới lạnh xuống xíu được. Dạ dạ được, bây giờ anh là VIP ở đây, anh cần gì là có cái đó. Cảm ơn em. Mình, bớt thôi mình. Được rồi mình. Nóng em, mặc áo nhung. Ai biết mặc áo nhung, đây khách VIP ở đây mà sao? Không để mấy người phơi đây lâu, bởi vì tính tôi không thích dài dòng. Chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Cuộc đời tôi thì có 3 nguyên tắc sống rất là đơn giản. 3 nguyên tắc hả anh? Đúng rồi. Chỉ cần chấp nhận thì cái đám cưới sẽ được tổ chức vào 1:30 chiều ngày mai. Không nói nhiều.
Không biết ở đây có ai đồng ý với nguyên tắc của tôi không? À, dạ dạ được, anh là anh có 3 nguyên tắc đúng không? Trời đất ơi anh ơi, bây giờ anh 300 nguyên tắc là em chiều anh hết. Nhưng mà anh ơi, ngày mai 1 rưỡi chiều mà đám cưới em e là... Nó hơi gấp đó mình. Ê sao nè? Gấp quá. Dạ dạ, được, 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 được anh ơi. Được, được, ngồi, 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 ngồi. Sao anh đẹp trai mà nó giận quá anh ơi à. Dạ anh cần cái gì anh cứ nói giùm em đi anh. Tôi rất thích người nhanh gọn như anh. 3 nguyên tắc sống của tôi đó là khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi nuôi. Khi tôi lớn lên có vợ, vợ tôi nuôi. Về già khi có con, có cháu, con cháu tôi nuôi. Sẵn cho tôi hỏi dặm thêm vài câu, gia cảnh bên mình ra sao, nhà cửa, xe cộ như thế nào, đám cưới mình sẽ tổ chức tại đâu. Nè, tao lia vô mặt liền nha, tao tạt lon liền nha nha. Tao chịu mày hết nổi rồi, mày qua đây. Mày qua đây tam băng triều điển. Qua đây. À, tôi hiểu rồi. Rồi hiểu cái gì? Mày bắt tay tao đúng không? Được rồi, sẽ bỏ mày vô cái tam băng triều điển này. Tam băng triều điển này. Đây là mày hả mày? Sao sao hả mày? Mày sao sao hả mày? Mày ra. Mày lịch sự, tự đi không cần đuổi. Trời đất cái thằng này. Mày vô mày làm giọng cha người ta. Nè, mày mà còn giọng cha hả? Tao một mắt một con với mày luôn. Người đàn ông thứ hai tới rồi kìa Hà. Ý, 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 bước vô kìa, vô kìa, vô kìa. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Thôi, 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 thôi Phong. Ui. Nước đâu? Ừ, dân giang hồ anh chị rồi mình ơi. Trời mặt nó bầm trợn quá. Em có muốn cùng anh hoành tẩu giang hồ, ray đây mới đó, bốn bể là nhà, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng không? Nói ai vậy? Nhìn thẳng vô Hà vậy thì chứ hỏi Hà chứ hỏi ai? Cái khùng thôi. Em hả? À? Em áo đen. À, nè, cô béo đen. Anh anh nhỏ đen có hai sợi dây còn ten ở trán đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, là em đó. Anh hay đi hành tẩu giang hồ lắm hả? Ừ. Không có được đâu Đạo ơi. Em nghĩ sao vậy? Mặt ông bậm trợn lắm. Em mà theo ổng có ngại hả? Anh đem xác em về đó. Anh bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh. Anh, anh chọn sai đường rồi. Anh biết không, cuộc đời này á, anh mà đi hành tẩu giang hồ á, là anh sẽ gieo rắc bao nhiêu đau thương cho bao nhiêu người. Sống á, là mình phải hướng tới thiện, mình phải giúp đỡ mọi người, chứ không thể nào làm như vậy được. Em sẽ giúp anh, em sẽ cảm hóa anh. Em sẽ dành một ngày, em sẽ dành ra 4 tiếng. 4 tiếng của em dùng để giảng đạo cho anh. Anh ơi, sao vậy? 4 tiếng ít quá đúng không? Không sao. Một ngày tới 24 tiếng lận. Em sẽ dành ra cả ngày luôn, 24 tiếng trọn vẹn để ngồi giảng đạo cho anh, để cảm hóa con người anh. Trời ơi, thấy không? Em gái tôi đó thánh thiện như vậy. Bởi vì sao? Trời ơi, hồi xưa nó học là đạo đức đó anh, nó giỏi đạo đức lắm. Em gái của tôi sẽ giúp anh hoàn lương, rửa tay gác kim. Thất thiện lắm. Em cứ ở vậy mà giúp cho đời. Anh không có nhu cầu nhé. Ủa? Ủa? Anh trai ơi. À. Ông bá, làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? Ông thấy con Đạo nhà tôi làm sao? Nó đẹp không? À, xinh thôi. Ừ. Nó dễ thương không? Tính tình dễ thương. Nó quyến rũ không? Không. Thì tôi nói sự thật mà. Quyến rũ mà không? Ê, ông nghĩ sao ông hỏi được câu đó hay thiệt luôn không bà? Thôi cho dù nó không quyến rũ đi, mà nãy giờ tất cả mọi thứ mà tôi kể ra nó đều có hết. Vậy bây giờ ông cưới nó nha. Cái gì? Ông điên hả? Tự nhiên kêu tôi lấy con Đạo là sao? Ông bị khùng hay sao vậy ông bá? Khùng hả? Không có khùng đâu, ông giúp giùm tôi đi. Trời ơi, ông ơi, coi như là gì tôi ông cưới con Đạo được không ông? Chuyện trai gái cưới xin á, mà ông làm như là đi ra ngoài chợ mua rau mua cá gì á. Trời ơi, bây giờ ông không giúp thì ai giúp đây chứ? Thằng Phong, bỏ đi bà, bỏ đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu bà. Đi giúp tôi đi ông nha. Ông giúp giùm đi ông, đi nha. Ôi, anh đi em nha. Để em để của anh thương em để. Em rồi để là xong đúng không? Mơ đi. Em để. Bỏ đi. Không có chuyện đó. Thôi đâu. Thôi giúp nó đi mà. Ông nghĩ sao vậy? Trời, nó qua nhà tôi nó đòi thả hai con bé hoài. Giờ cưới nó là tôi khỏi nuôi bé luôn. Thì đó. Điều kiện nó là lấy nó, đừng có thả con bé. Còn lâu. Làm gì có cái vụ đó. Không bao giờ. Bây giờ giúp không? Không. Tôi hỏi ông giúp không? Mơ đi. Một lần nữa ông giúp không? Không. Được. Còn ông, tôi hỏi ông giúp không? Không. Ông hỏi là thứ ba tôi cũng kêu không. Đào ơi, là Đào mày xui quá rồi. Đào ơi, tao dùng hết cách rồi. Đào ơi, anh bỏ tay.
đăng hình lên tao khen em đẹp. Anh Ba, chị Hà, hai anh chị khỏe không? Ủa, Tèo. Dạ. Thằng Tèo nè. Em Tèo nè. Trời ơi, anh Tèo. Thưa Tèo. Anh khỏe không? Trời ơi, không nhớ mày quá. Trời ơi, sao nay, trời ơi, sao nay mập vậy? Ngồi, 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 lẹ, lẹ. Trời ơi, thằng Tèo quê anh. Trời ơi, thấy thương mày. Ê, 20 năm rồi mới gặp lại đó. Hôm nay mập quá, cưng quá. Dạ. Cái mặt y chang ngày trước, cái tính y chang ngày trước luôn. Trời nhớ thiệt á. Mà lúc hồi nhỏ đó, anh em mình vui ha, tụ hợp với nhau, có chiều đi chăn trâu, rồi đi đá banh, rồi nhảy dây cò cò đồ. Ui quá trời, đủ thứ công chuyện. Anh Ba nhắc em mới nhớ thiệt, 20 năm trôi qua nó nhanh quá trời quá đất. Nhớ cái thời cùng tắm mưa rồi cùng nhau đi bắt dế. Bắt dế vui ha. Dạ. À, bắt dế mỗi lần con đạo đó nó đòi ăn dế đó mà mày không cho, mày nhớ không? Rồi hai đứa cãi lộn quá trời luôn, tao can muốn chết. Ê, nhắc nhắc đạo mới nhớ, có đạo nhà không? Có đạo, có nhà, nay mấy đạo xinh lắm nha. Kêu ra liền. Cực kỳ đẹp dễ thương luôn. Đạo ơi. Dạ. Ra đây, ra đây. Dạ. Che mặt lại, che mặt lại. Đạo, đạo, đạo. Dạ. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Thế vậy anh? 1, 2, 3, mở ra. Wow. Tèo. Tèo. Trời ơi. Trời ơi, xinh quá hả? Lâu ngày không gặp, trời ơi. Rồi, che anh quá này, che anh quá, bớt bớt nhìn. Rồi đây. Gì vui cũng từ từ thôi, hỏi thăm nhau đồ. Nó dạ. Làm gì vui dữ vậy? Dạ. Trời ơi, anh khỏe không? Anh khỏe. Trời ơi, đạo giờ này nhìn y như công chúa ngủ trong rừng luôn á. Trời ơi, dễ thương không? Nói em phong cách lạ đó. Rất là dễ thương. Trời ơi, nhìn mới nhớ cái thời mà xưa tụi mình cởi chuồng tắm mưa đó nha. Trời ơi, cái lúc mà cởi chuồng. Có vụ đó luôn hả? Vui vậy? Dạ chị. Đạo, thiệt luôn á, nhìn em ngay càng mặn mòi đạo à. Mặn mà đến nỗi anh khát nước luôn á. Trời ơi. Chị, ơi, cứ... cho em xin ly nước được không? Trời ơi, bé, em sắp khát. Trời ơi, quá trời. À, mình nhắc lại chuyện cũ nha. Thôi em nói chuyện mới đi, chuyện cũ giờ cũng vui rồi đó. Nhưng mà em thích cái chuyện cũ. Thôi, chuyện cũ giờ kể lại bị nhây hiểu không? Kể một lần là vui rồi. Cảm ơn em. Đây. Dạ, em cảm ơn chị. Muốn miếng cho khỏe đi cưng. Dạ. Rồi sao rồi, dạo này sống ở đâu? Rồi làm ăn như thế nào? Hả? Em hả? Em thì giờ tha phương cầu thực bấy lâu nay. Em tính là về đây cùng anh với đạo, mình về quê, mình trồng rẫy, mình nuôi heo trên cái mảnh đất của anh đó. Bây giờ có đi thì em với anh đạo đi thôi, chứ anh đây yên bề gia thất rồi. Anh vợ con nhà cửa ở đây đi đâu? Trời, đạo, về với anh Tèo đi. Anh này. Nhưng mà em muốn anh cùng về kìa, có anh đi nó mới ấm áp được. Ấm áp gì em ơi, sao có vợ anh đây thì sao mà đi ấm áp đúng được. Đúng rồi, anh Bá phải ở với chị chứ đi đâu cưng. Thôi chị cho anh đi chung với tụi em nha. Hả? Ê. Thôi thôi thôi, được rồi. Bây giờ thôi em kiếm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống mấy bữa, xong rồi cái mình tính chuyện trọng đại nha. Rồi về là chuẩn bị lo cưới em tôi, là phải thương em tôi như không? Thương em của anh hả? Ờ. Em đâu có xuống em cưới đạo đâu. Em nghe tin á là anh tuyển chồng cho đạo đúng không? Cho nên em biết hai người ở đây em mới tới thăm thôi. Ủa không tới cưới hả? Không. Tới thăm thôi. Ờ. Bánh ngon đấy à? Miếng này. Chú Ba, muốn ăn thì lăn vô bếp mà lấy. Cái này dì Hà lấy về để bán đó nha. Ôi, bà bán bánh luôn hả trời? Phải kinh doanh thêm chứ. Rồi con nhỏ này nữa, tài lanh tời lẹ, bánh mà đem về bán mà mày đem ra mà người chơi hả mày? Đâu ạ? Tắm nửa xe nước thôi. Hả? 1/3 xô. Cái gì? Mày còn hả cái gì nữa, là dì Hà cho mày tắm bằng một chai nước suối nha.